Và bây giờ để tiếp tục mang đến cho các bạn những bài học bổ ích nhất về kết nối và tương tác trong diễn xuất, chúng tôi đã mời đến đây Miss Cathy Uyên, diễn viên, đạo diễn, đồng sáng lập và là CEO của ACT Academy. Hello. Hi, xin chào. Cathy rất là vui có mặt hôm nay ở trên chương trình Quý Ông Hoàng Mỹ và rất là cảm ơn Tiến đã mời Cathy lên chương trình. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái tầm quan trọng của cái việc mình kết nối và mình tương tác trong diễn xuất nó là như thế nào không ạ? Okay. The camera is actually watching us and watching our connection with each other. Nên vì vậy mình không nên để ý đến cái máy quay, mình nên để ý hết mình vào vô bạn đối diện mình, xây dựng một cái năng lượng và cảm xúc rất là mạnh để truyền cảm hứng cho tất cả khán giả khi xem mình diễn. Nghe rất là thú vị phải không ạ? Và bây giờ sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bây giờ Tiến sẽ nhường lớp lại cho chị Cathy Uyên và chị sẽ hướng dẫn các thí sinh của The Dancing Man chị nhé. Ok. Yeah, okay, thank you so Tiến. Much. Yeah. Cathy biết là ngày mai sẽ có thử thách gì. Không tiết lộ được đâu nha. Nhưng Cathy hứa rằng những bài tập mình làm hôm nay á bảo đảm sẽ giúp cho em rất rất nhiều trong cái thử thách ngày mai. So mình cố gắng mình lắng nghe nha. Ok, và tin tưởng vào chị. Chị sẽ bắt em làm những cái gì nó crazy lắm nha. Ok, nhưng mà mình cứ chơi hết mình nha. Alright. Bây giờ mình sẽ chọn một cảm xúc và sau đó mình sẽ đẩy cái cảm xúc vào vô một bạn. Và sau đó bạn nó sẽ nhận được cái cảm xúc đó và chọn một cái cảm xúc khác để đẩy vào vô một bạn khác. Để cho bạn mình biết mình đang đẩy cảm xúc vào vô bạn á, là mình phải kết nối và cái năng lượng á, trong đôi mắt nó phải rất là mạnh mẽ và rõ ràng. Bây giờ ví dụ đi, chị sẽ chọn cái cảm xúc buồn đi. Ok, thì chị sẽ thì sau đó em chọn một cảm xúc khác, em đẩy vô một bạn khác. Ok, và mình go fast. Alright, thử coi nha. Ok. Mạnh lên nha, mạnh lên nha. Em phải, cái năng lượng phải mạnh để cho họ biết liền là em đang nhìn họ. Khi mà cái năng lượng mình nó rõ ràng á thì bạn mình dễ để đón nhận nó. Và khi mà nó yếu, nó như là mà đôi mắt mình cũng không biết nhìn ai thì họ cũng không hiểu và không có cảm nhận được cảm xúc của mình. Tiếp tục, bây giờ mình biết cách để đẩy ra năng lượng. Bây giờ mình thử mình phản ứng nha. Nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ chị làm thì chị muốn á, hồi nãy tay em nó cứng, chị muốn em phải em phải phản ứng với cái đó. Em lại đúng không? Chị mới chạm em chỗ này thì em cảm nhận cái đó thì em ấy mới... em đẩy vô đây. Okay, thử lại nha. And đúng rồi đó, đón nhận nó. Go. Đẩy cảm xúc ra cái hơi. Go. Hả? Đó. Đúng rồi, đón nhận nó. Chị muốn là mình chia ra cặp đi. Mọi người chọn một bạn nào đó mà trước đây mình là chưa có thân thì cái bài tập này mới tốt. Rồi, đúng rồi. Ok, đứng xa nhau. Đứng đây nè. Tốt. Đừng ăn gian nha, đừng chọn một người mình đã thân với nha. Rồi, tốt. Great. So, alright, quay lại. Bây giờ mình chọn hai chữ đi. Mình chọn quý ông và mình chọn
Hoàng Mỹ đi, thì bạn A sẽ là Quý Ông, bạn B sẽ là Hoàng Mỹ. Em đứng lên làm ví dụ chị nha. Rồi chị sẽ nói là Quý Ông, rồi em sẽ trả lời lại Hoàng Mỹ, nhưng mà em sẽ phản ứng lại với chị. Thì đôi chị nói, ê Quý Ông, Hoàng Mỹ, Quý Ông, Hoàng Mỹ, Quý Ông. Ok, mọi người hiểu không? Ok, so mình sẽ đẩy một cái cảm xúc cho bạn mình. Mình sẽ đẩy nó vào vô Quý Ông và Hoàng Mỹ. Chị đấy, Quý Ông, Hoàng Mỹ. Đó, chị đưa tay ra thì phải tương tác với cái gì chị đưa ra. Chị chỉ vào đây, Quý Ông, Hoàng Mỹ. Quý Ông, Hoàng Mỹ. Quý Ông, Hoàng Mỹ. Thấy không? Nó rõ ràng. Hay là ô, oh, hey, Quý Ông, nè Quý Ông, Quý Ông, nè Quý Ông. Hoàng Mỹ. Ok, everyone, thả lỏng body. Ok, rồi, and action. Rất là cảm ơn chị Kha Thi về những cái phần chia sẻ cũng như là những cái bài học vừa rồi mà chị mang đến cho các thí sinh của The Next Gentleman. Và cũng như thường lệ thì sau mỗi một cái lớp học G-Class như thế này, chúng ta sẽ có một cái phần thử thách. Và hôm nay Tiến với chị Kha Thi đã có thảo luận là chúng ta sẽ thi theo couple. Thì chúng tôi sẽ chọn ra một couple chiến thắng của thử thách vụ này. Vậy thì xin mời chị Kha Thi sẽ chia sẻ về cái tiêu chí mà chị sẽ đánh giá các thí sinh trong cái phần thử thách này ạ. Thì cái tiêu chí mà chị về Tiến sẽ đánh giá là như những gì chị vừa mới nói, đúng không? Là cái sự tương tác, cái sự lắng nghe với nhau. Mình có thật sự đón nhận những gì bạn vừa mới đưa mình. Mình có một cái phản ứng tự nhiên. Mình có cảm xúc đa dạng, lắng nghe và tin tưởng vào bạn diễn mình. Và chị bảo đảm á, là tất cả cái sự sáng tạo á, nó sẽ phát ra. Vậy thôi, chị không nói gì nữa. Ok, vậy thì bắt đầu từ cặp của Lương Gia Huy nhé. Ok. Yeah. Let's go guys. Hoàng Mỹ. Quý Ông Mỹ. Hoàng Mỹ. Quý Ông. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Nó. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Anh ngồi đứng lại cho em. Hoàng Mỹ. Ok, Hoàng Mỹ. Last night. Ok. Tập trung, tập trung, tập trung, lắng nghe. And action. Hey, Quý Ông. Quý Ông. Quý Ông. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Đó, tiếp tục, chưa có khách, chưa có khách, chưa có khách. Tiếp tục. Quý Ông. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Quý Ông. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Ok, em thơ. Em kết luôn đấy. Trời, cái kết. Tốt, tốt. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ. Quý Ông, Hoàng Mỹ. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Quý Ông, Hoàng Mỹ. Quý Ông, Hoàng Mỹ. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ. Quý Ông. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ. Quý Ông. Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ, Quý Ông. Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ, Quý Ông. And cut. Good. Very good, very good.
Rồi bên này. Rồi. Top. I like this. Rồi. Đừng có tính toán gì nha. Good. Yeah. I like this energy. Rồi. And action. Quý ông. Anh Mỹ. Anh Mỹ như tin dự lạ biết kêu bị nghiêm cứu. Quý ông. Mỹ. Quý ông. Mỹ quyết chết luôn vậy. Quý ông. Quý ông. Ski. Quý ông. Được rồi. Quá được. Quý ông. Quý ông. Quý ông. Mấy. Ok, and cut. Ôi con này dễ thương quá vậy. Hay quá vậy trời, có thứ sáng hay vậy. Quý ông. Quý ông. Mỹ. Quý ông. Mỹ. Chào đổi chân. Quý ông. Quý ông. Mỹ. Anh Mỹ. Quý ông. Phản Mỹ. Quý ông. Phản Mỹ. Quý ông. Quý ông. Phản Mỹ. Phản Mỹ. Quý ông. Quý ông. Anh Mỹ. Quý ông. Hoàng Mỹ. Quý ông Hoàng Mỹ. Hoàn mỹ. Hey, cut. And action. Anh. Quý ông. Hoàn mỹ. Quý ông. Quý ông. Đi. Hoàn mỹ. Quý ông. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Quý ông. Quý ông. Có quá nhiều sự dễ thương. Quý ông. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Vợ chồng. Quý ông. Cặp cuối cùng. Anh ngồi. Lấy xe. Ê. Lầm tiếng. Không phải luôn á. Không. Nói sao vậy? Đụng xe. Ê ỏi.
You die. You die. You go. Quý ông hoàn mỹ. Con. Ủa? Nổ rồi. Chết. Là ma. Mầm. À, là mơ. Ok, tốt, rất là tốt. Trời ơi, bây giờ không biết ai để chọn vậy ta. Và bây giờ trước khi công bố cặp đôi có phần thực hiện thử thách tốt nhất, xin mời chị Cathy Nguyên sẽ đưa ra những nhận xét về phần thử thách của 7 cặp vừa rồi ạ. Mọi người đã rất là sáng tạo, thoải mái, đa dạng trong cảm xúc của mình. Chị rất là vui khi mà feel được cái năng lượng trong cái phòng này nó rất là thoải mái. Nên ngày mai khi mà em làm cái thử thách của em phải thoải mái và em phải vui và em phải tự tin như hôm nay. Mỗi cặp á đã có cái sự kết nối tốt, nhưng mà có những cặp á thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ đi, đang giận nhau. Quý ông Hoàng Mỹ. Quý ông Hoàng Mỹ. Ok, quý ông. Thì hồi nãy chị không thể tiếp tục, chị giận được. Chị thấy là tiếng đang đáng yêu, chị không có giận được nữa. Có vài cặp á, chị thấy là những cái đoạn á tấn công với nhau hay là giận với nhau nó hơi dài. Nó cứ giận. Hay là có một người cứ xin lỗi và người kia không chấp nhận. Đôi khi mình phải thay đổi ý kiến của mình nữa nha. Mình càng thả lỏng thì nhiều cái ngẫu hứng nó đến với mình. Và khi mà mình thật sự ngẫu hứng á, khán giả sẽ cảm nhận được cái ngẫu hứng đó và rất là thú vị để xem mình diễn nha. Ok, thank you. Và bây giờ thì tất nhiên là chị Cathy Nguyên bắt buộc sẽ phải lựa chọn ra một cặp đôi đã thực hiện phần thử thách vừa rồi tốt nhất. Cái cặp này á thì đã làm cho chị rất là bất ngờ. Nghĩa là chị không thể đoán trước là cái gì sẽ xảy ra. Có cả hài và có cả bi kịch. Có những cái lặt mặt gàn xé, có những cái hành động tình cảm. Chị xin chúc mừng cặp đôi. Ôi trời ơi. Chúc mừng bạn Kha và Phong. Em ơi, được, ok. Quý ông Hoàng Mỹ. Quý ông Hoàng Mỹ, ok. Các bạn sẽ nhận được những đặc quyền mà chúng tôi sẽ công bố sau đó. Cảm ơn chị Cathy Nguyên rất nhiều về những cái bài học cũng như những cái chia sẻ mà chị dành cho top 14 thí sinh của The Next Gentleman. Các bạn hãy dành cho chị Cathy Nguyên một tràng pháo tay được không ạ? Và bây giờ top 14 thí sinh của chúng ta hãy trở về vị trí để chuẩn bị cho phần thử thách chính. Trải qua hai lớp G-Class đầy thú vị của đạo diễn viên Cathy Nguyên và Hoa hậu Hương Giang, top 14 thí sinh đã sẵn sàng chinh phục thử thách mới trong tập tối nay. Ai sẽ tỏa sáng trong đêm nay? Đội nào sẽ giành chiến thắng? Tất cả những cung bậc cảm xúc sẽ có ngay sau đây. Top 14 thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên một con số. Đây là vị trí tương ứng trên dây chuyền thực hiện viral clip. Hãy cùng hồi hộp chờ đón đội hình mới của các đội trong tập 4 của The Next Gentleman mùa đầu tiên.